150.000 mọi người nhá. 150.000 là một bóng đèn năng lượng mặt trời siêu to khổng lồ như thế này. Với mức giá là 150.000 đồng là một bóng. Và một bóng các anh chị nhận được sẽ là một cái đèn, một đèn như thế này. Kèm theo là một tấm pin năng lượng mặt trời. Như thế này cho em. Em chi ân cho mọi người là 150.000 đồng là một bộ như thế này mọi người nhá. Phí ship toàn quốc, khi các anh chị đặt một bộ thì vui lòng thanh toán thêm cho em là 20.000 đồng tiền phí ship. Và khi các anh chị đặt hai bộ là bên em sẽ hỗ trợ miễn phí giao hàng tận nhà cho mọi người luôn nhá. Nhận hàng bao kiểm tra hàng trước thanh toán. Và cái dòng sản phẩm này bên em sử dụng có hai chế độ sử dụng cho mọi người. Đó chính là sử dụng năng lượng mặt trời nhá mọi người nhá. Sử dụng năng lượng mặt trời cho em. Đấy mọi người quan sát thấy cho em này, sử dụng năng lượng mặt trời mọi người nhá. Đấy quá tiện lợi luôn cho mọi người nhá. Có số điện thoại là em lên đơn cho mọi người, và không có số điện thoại là em sẽ không lên đơn cho mọi người đâu ạ. Đây ạ, chế độ này là chế độ sáng nhất mọi người nhá. Chế độ này là chế độ sáng nhất này. Có chế độ sáng nhiều và có chế độ sáng ít cho mọi người. Và khi các anh chị mang về sử dụng nhá, các anh chị có thể treo ở lan can này, treo ở phần đường này, cây này, cây cối đều được cho em. Ở đâu cũng được mà mình không sử dụng điện. Hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời cho em nhé mọi người nhá. Hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời. Và mình có một cái dây kết nối giữa tấm đèn pin, tấm này là tấm pin pin năng lượng mặt trời, cái tấm pin màu đen này là hấp thụ năng lượng mặt trời cho em nhé mọi người nhá. Mọi người sẽ sử dụng có một cái dây như thế này. Mọi người có thể sử dụng trong nhà cũng được, một cái tấm pin năng lượng mặt trời như thế này. Các anh chị để ở ngoài trời cho em, có nghĩa là không nhất thiết phải có ánh nắng mặt trời. Cứ có ánh sáng mặt trời hoặc ánh nắng mặt trời là bắt đầu có điện luôn cho em. Kết nối với một dây như thế này nhé mọi người nhé. Kết nối với một dây như này. Dây này của bên em dài từ 5 cho đến 6 mét. Vậy nên là mình để ở ngoài trời, còn bóng các chị kết nối vào trong nhà cho em. Mình sử dụng điện mà không mất tiền điện cho em, quá là tuyệt vời như thế này mọi người nhé. Rất là sáng, rất là sáng cho em. Và giá ngày hôm nay em chi ân cho mọi người là 150.000 đồng là một chiếc. Và sẽ được miễn phí giao hàng khi các anh chị đặt hai chiếc. Nếu mọi người đặt một chiếc thì vui lòng thanh toán thêm cho em là 20.000 đồng tiền phí ship là ok. Mọi người nhá, 20.000 đồng tiền phí ship là ok. Và bên em sử dụng thì có bộ sản phẩm, khi các anh chị nhận hàng về nhà thì sẽ có một đèn, một tấm pin năng lượng mặt trời và kèm theo là một điều khiển nhé mọi người nhá. Kèm theo là một điều khiển này. Cái tấm pin năng lượng này bên trời mặt trời bên em gồm có 200 bóng led nhỏ bên trong. Có 200 bóng led nhỏ bên trong, em tắt đi cho mọi người nhìn đỡ lóa. Có 200 bóng led nhỏ bên trong như thế này. Và mọi người nhận hàng kiểm tra hàng cho em. Và mọi người sử dụng cho em là gì ạ? Có điều khiển từ xa mọi người nhá, có điều khiển từ xa cho em. Và có chế độ là có chế độ sáng sáng nhiều này, sáng ít này, sáng mờ mờ này. Và có cả chế độ SOS cho mọi người luôn đây ạ. Đây là chế độ SOS. Và đây là chế độ chống trộm nha mọi người nhá. Các chị treo ở phần cổng nhà mình đấy ạ. Mình sử dụng cái chế độ SOS như thế này, là chế độ chống trộm. Ví dụ như là khi các chị treo bóng mà cài chế độ SOS, có người đi đến thì bóng nó sẽ sáng lên nha mọi người nhá. Có người đi đến bóng sẽ sáng. Và khi các chị sử dụng chế độ đèn thắp sáng thông thường, mình sử dụng chế độ 1 cho em, bởi vì chế độ 1 này là chế độ sáng nhất và không mất một không mất chi phí tiền điện nhá mọi người nhá. Mà giá thì quá là rẻ luôn, một cái tấm pin và một bóng đèn như thế này. Đấy, với mức giá là bao nhiêu ạ? 150.000 đồng một bộ như thế này, kèm điều khiển từ xa cho các anh chị luôn. Khi các anh chị mất điều khiển từ xa, mình có thể sử dụng bằng tự động bằng tay như thế này cho em, quá là tiện mọi người nhé. Sử dụng bấm tự động bằng tay như thế này cho em. Và bóng này bên em là cái loại bóng to, và sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời là loại to. Thế nên là mọi người lưu ý giúp em, nhận hàng bao kiểm tra hàng trước khi toán. Đúng hàng như thế này các anh chị nhận hàng, mà không đúng hàng như thế này các chị không phải nhận hàng cho em. Khi mình sử dụng một cái bóng như thế này về thì các anh chị sẽ không bao giờ mất tiền điện, mất chi phí tiền điện và giảm rất là nhiều luôn. Giá thì quá là rẻ, nhận hàng về nhà các anh chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng hàng như em đang quảng cáo các chị nhận hàng, và không đúng hàng như em đang quảng cáo thì các chị vui lòng là không phải nhận hàng, vào quay đầu lại đơn hàng để cho em. Có số điện thoại là em sẽ cho đơn. Mọi người comment cho em là một bóng, hai bóng kèm số điện thoại là các anh chị sẽ có đơn hàng. Đấy, sử dụng năng lượng mặt trời. Vậy đây là đi theo cho anh chị sẽ có một cái tấm pin năng lượng mặt trời nhá mọi người nhá. Không cần phải có ánh nắng, có ánh sáng cũng được. Hoặc là khi các anh chị muốn sử dụng điện ở trong nhà mình đã, thì sẽ có một cái dây kết nối dài khoảng 5 mét, dài 5 mét liền. Và cái tấm pin năng lượng mặt trời này các anh chị để ở ngoài trời cho em. Mọi người nhá, mọi người bắn ở một góc cửa chỗ nào cũng được, có miễn là có ánh sáng là đã có điện rồi nhá. Còn cái bóng này các chị để ở trong nhà, để đến tối nó tự động nó sẽ sáng mọi người nhá. Mọi người cứ để cái chế độ tự động sáng, hoặc là để cái chế độ là mình có cái điều khiển mình bấm như cho em.
Nhưng mọi người nhá, có chế độ SOS nếu mà anh chị để ở cổng nhà mình, hoặc là mình có thể để ở hàng cây thẳng cổng mình ra, cổng mình dài mình để cho em khoảng 3-4 bóng như thế này. Và mọi người lưu ý là hai bóng là bên em đã miễn ship rồi mọi người nhá. Một bóng thì thanh toán thêm cho em 20.000 đồng tiền phí ship là quá là ok luôn và quá là rẻ luôn. Đấy, một tấm pin năng lượng mặt trời kèm theo một bóng đèn và kèm theo một cái điều khiển từ xa, mình thích sử dụng chế độ nào cũng được cho em. Khi cái điều khiển từ xa này của bên em nó bị mất đi rồi ấy, thì các anh chị sẽ sử dụng bấm tay ở cạnh sườn đây, sẽ có một cái nút trắng như thế này. Các anh chị bấm tay vào cái nút trắng này cho em. Mọi người mua hàng thì là gì ạ? Hai chiếc là mình sẽ được miễn phí ship, vậy nên là mình không tội gì mà mua một chiếc cả, mua hai chiếc bên em hỗ trợ miễn phí giao hàng, miễn phí vận chuyển đến tận nhà các anh chị luôn, có số điện thoại là có đơn hàng. Ví dụ như các anh chị muốn mua, em ơi anh muốn mua hàng thì như nào? Anh ơi mình cứ để lại cho em số điện thoại. Đấy, một bộ bóng đèn năng lượng mặt trời kèm số điện thoại hoặc là hai bộ kèm số điện thoại. Lưu ý giúp em là hai bộ là mọi người sẽ được miễn phí ship, và một bộ thì các chị thanh toán thêm cho em là 30.000 đồng tiền phí ship là ok. Ok chưa ạ? Chế độ SOS, chế độ sáng tự động. Mọi người nhá, chế độ SOS là chế độ chống trộm. Còn chế độ sáng nhất mình sử dụng ánh sáng